Sáng ngày 11 tháng 2 năm 2022, Phường đoàn Vĩnh Mỹ tổ chức đại hội điểm Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Phường Vĩnh Mỹ lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027, đến dự có đồng chí Lê Thanh Hảo, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Quỳnh Duy Thanh, Bí thư Thành đoàn Châu Đốc và 60 đại biểu chính thức tham dự đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Vĩnh Mỹ đạt được nhiều kết quả tích cực. Phương đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu năm công trình thanh niên mà nghị quyết đại hội lần thứ ba đã đề ra. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh. Các hoạt động phong trào đi vào chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Nói bật, phường đoàn đã thực hiện mô hình ngày không giết và ngày không hẹn tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân phường hỗ trợ giúp 1.521 hộ dân đến giải quyết hồ sơ trao 75 suất học bổng và 2.500 quyển tập, 550 kg gạo, 5 chiếc xe đạp, 15 góc học tập cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với tổng trị giá 47 triệu 500 ngàn đồng. Ra quân vệ sinh môi trường, xóa bản quảng cáo, Thu gom rác thải nông nghiệp, chặt mé, nhánh cây, dớt rác, lồng kênh, vệ sinh các tuyến đường xanh sạch đẹp và an toàn. Thu hút hơn 723 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. qua đó đã thu gom hơn 4.767 kg rác thải nông nghiệp, trồng 3.000 cây xanh. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, phường đoàn đã phát 273 phần quà túi an sinh và túi thuốc an sinh, phát 300 túi thuốc F0 cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với tổng trị giá 181 triệu 900 ngàn đồng. Thành lập gian hàng không đồng tại Khớm, Hòa Bình, phát 12.564 phần quà cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn với những kết quả đã đạt được, phường Đoàn 4 năm liền là đơn vị dẫn đầu khối phường xã và nhận được giấy khen của Trung ương Đoàn là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Quỳnh Thoại Mimi được đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức danh bí thư phường đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu 12 đại biểu dự đại hội đại biểu đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Châu Đốc khóa 12 nhiệm kỳ 2022-2027.